Trước tiên, chúng ta hãy cùng xem hồ sơ ARK viết gì về Carnotaurus. Trong hồ sơ ARK có ghi, Carnotaurus trong game có danh pháp đầy đủ là Carnotaurus Pressor, niên đại phân trắng muộn, ăn thịt và rất hung hăng. Trong môi trường hoang dã, Carnotaurus là một sinh vật khác biệt nằm giữa các loài săn mồi cỡ lớn và tầm trung. Nó sống chủ yếu ở những nơi bằng phẳng, trống trải, nơi nó có thể phát huy tốc độ của mình. Nó cũng chẳng mảy may băn khoăn về việc chạy trốn những kẻ săn mồi to lớn hơn thay vì chiến đấu. Cặp sừng của Carnotaurus dùng để chiến đấu nhiều hơn là để đi săn. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là cặp sừng này không nguy hiểm. Chúng hoàn toàn có thể giúp Carnotaurus moi ruột kẻ thù. Carnotaurus là một phiên bản nhỏ gọn hơn của những con khủng long săn mồi cỡ lớn. Nếu Rex là sư tử thì Carnotaurus là báo săn. Sự nguy hiểm của Carnotaurus nằm ở chỗ bạn không thể chạy thoát khỏi nó một khi nó nhìn thấy bạn. Một khi đã được thuần hóa thì Carnotaurus có thể giữ một vai trò hết sức chuyên biệt. Nó to hơn nhưng nhanh gần bằng Raptor, nhỏ hơn nhưng nhanh hơn nhiều so với T-Rex. Nếu không phải vì nó mất thời gian hồi sức cực lâu sau mỗi lần tăng tốc thì Carnotaurus sẽ nằm trong số những vật cưỡi có năng lực cân bằng nhất. Nghe giới thiệu thì có vẻ khá ổn đây, và có thể thấy nhà làm game khá nhấn mạnh yếu tố tốc độ của Carnotaurus. Con khủng long này khi nhấn ga có thể đạt chỉ số vận tốc là 1291,5 và theo một nguồn kênh YouTube và Dynomain tham khảo thì tương đương hơn 15m một giây hay tương đương hơn 54 km một giờ, một tốc độ khá ấn tượng. Điều này đồng nghĩa với việc nếu một con Carno xông ầm ầm về phía bạn, khả năng bạn có thể chạy thoát khỏi nó sẽ rất thấp. Hoặc nếu bạn muốn thuần hóa một con Carno thì điều nên làm là giữ khoảng cách an toàn và sử dụng vũ khí tầm xa. Một con Carno hoang dã cũng rất hung hăng với phạm vi hoạt động rất rộng và chúng sẽ tấn công bất cứ thứ gì trong tầm mắt. Một lời khuyên hữu ích cho bạn là nếu đang bị một con Carno nhắm đến, hãy dẫn nó tới con khủng long gần nhất vì có vẻ nó ưu tiên tấn công khủng long hơn là con người. Kỹ năng của Carnotaurus không phong phú cho lắm. Chúng có thể cắn bạn gây sát thương và dùng sừng trên đầu để húc. Hãy lưu ý vì những cú húc này có thể gây hiệu ứng chảy máu. Một điều nữa là nếu bạn chơi ở map tuyết, hãy cẩn thận với những con Utyranus vì lúc Carno có xu hướng đi theo Utyranus và được búp theo sức mạnh như thể con Utyranus chính là con đầu đàn của lũ Carnotaurus. Ngoại hình của Carnotaurus trong game có thể khiến bạn liên tưởng đến một con T-Rex size nhỏ hơn nhưng vẫn có những đặc điểm khác biệt. Carnotaurus có hộp sọ ngắn hơn của T-Rex nhưng được gắn thêm hai cái sừng trông khá giống sừng của bò tót nếu bạn nhìn từ hai bên. Tuy nhiên, nếu nhìn từ chính diện thì bạn sẽ trông nó giống như đầu con ốc sên hơn. Tay của T-Rex đã ngắn thì tay của Carno còn ngắn hơn và chúng cũng không giơ ra về phía trước như của T-Rex hay những con khủng long T-Robot khác mà thường khép sát vào thân. Điều này khiến cho một số game thủ lầm tưởng rằng chúng thậm chí còn không có tay. T-Rex ít nhất cũng có thể tự hào rằng đôi tay của chúng còn giống tay bình thường hơn là Carnotaurus. Dù có tốc độ khá tốt nhưng Carnotaurus bị nhiều game thủ đánh giá là một con khủng long khá thường ở trong game và chỉ nên thuần hóa ở đầu game khi bạn chưa thể thuần hóa những con khủng long mạnh hơn. Dù sao đi nữa thì sự hiện diện của Carnotaurus cũng góp phần làm đa dạng sự lựa chọn của game thủ. Và nếu bạn là một người yêu thích Carnotaurus, biết cách phát huy năng lực của nó thì nó vẫn có thể đáp ứng được những vai trò mà bạn cần ở trong game. Đó là một vài thông tin nông cạn về Carno trong game. Bây giờ chúng ta hãy đến với phần quan trọng nhất, Carno trong game so với thực tế có gì giống và khác nhau. Như đã nói, nhà làm game nhấn mạnh yếu tố tốc độ của Carno trong game và đây hoàn toàn không phải là một yếu tố giả tưởng. Một số nghiên cứu trong thực tế đã chỉ ra rằng Carnotaurus là một trong những con khủng long săn mồi cỡ trung có khả năng chạy tốt nhất. Xương đùi của nó có thể chịu được moment uốn rất cao khi chạy và nó có thể đạt vận tốc từ 48 cho đến 56 km mỗi giờ, khá tương đương với con số quy đổi trong game là 54 km mỗi giờ. Ngoại hình của Carnotaurus trong game cũng khá sát với những gì chúng ta biết về con khủng long này, với cặp sừng ở trên đầu, khuôn mặt ngắn đặc trưng của những con khủng long thuộc họ Abelisauridae và đôi tay nhỏ xíu trông chẳng khác nào một cơ quan vết tích còn sót lại của quá trình tiến hóa. Đôi tay này dường như vô dụng cả trong game lẫn thực tế, dù một số giả thuyết cho rằng cơ tay của Carnotaurus vẫn đảm đương được một số chức năng chuyển động nhất định, thậm chí là nó có thể dùng tay để tạo ra một điệu múa hấp dẫn trong mùa tim bạn tình. Một điểm có thể nói là hơi cấn thôi về tạo hình của Carnotaurus trong game là phần vảy trên cơ thể, trông chúng có vẻ khá to và thô. Trong thực tế thì các nhà cổ sinh vật học đã tìm ra hóa thạch da của Carnotaurus. Vảy trên da khá nhỏ, có đường kính chỉ khoảng 5mm, ngoài ra còn có dấu vết của những chi tiết trang trí khác nằm dọc theo thân của con khủng long. Cặp sừng trong game của Carnotaurus được dùng để tấn công mọi thứ, tuy nhiên các nhà khoa học cho rằng trong thực tế, chúng có lẽ chỉ được sử dụng cho những nghi thức phân định sức mạnh giữa các cá thể cùng loài, có thể như một cách để chứng minh sức mạnh trong mùa tìm bản tình chẳng hạn. Về mặt kích thước thì Carnotaurus trong game to hơn khá nhiều so với kích thước thực tế của bộ xương Carnotaurus duy nhất được tìm thấy cho đến nay. Bộ xương Carnotaurus mà chúng ta có trong tay thuộc về một cá thể có chiều dài từ 7,5m cho đến 8m, trong game thì dài đến 11,4m. Dù vậy thì ở trong game hay ngoài đời, Carno chỉ được xếp vào nhóm khủng long cỡ trung và rõ ràng, kích thước không phải là lợi thế của chúng nếu so với những con khủng long săn mồi khác.
Vừa rồi là một vài thông tin thú vị về các Notorious trong game ARK và những so sánh với thông tin về các Notorious trong thực tế. Hy vọng rằng các game thủ ARK sẽ có những giây phút chơi game vui vẻ cùng những con khủng long trong game nói chung và các Notorious nói riêng. Megalosaurus, một con khủng long ăn mặn với kích thước cỡ trung bình và chắc chắn là nó không thể so sánh với những con khủng long ăn mặn khổng lồ như Giganotosaurus hay Carcharodontosaurus. Nhưng như đã nói thì kích thước không phải là tất cả, và Megalosaurus cũng được nhà sản xuất ưu ái cho những lợi thế nhất định để các game thủ có thể phát huy. Không giống như hầu hết các khủng long chân thú trong game khác, Megalosaurus thích chui hang và sống về đêm là chính. Khi bình minh bắt đầu ló dạng, nó sẽ tìm một nơi không có ai quấy rầy để có thể ngủ một giấc ngon lành. Nếu mà thử quấy rối nó trong lúc đang ngủ, sự phản đối của con khủng long này cũng khá chậm chạp, không được mạnh mẽ cho lắm. Vì thế, việc phần thục Megalosaurus vào ban ngày khá dễ dàng. Tuy nhiên, về đêm con khủng long này như trở thành một phiên bản hoàn toàn khác. Nó mạnh mẽ hơn, nén đòn tốt hơn, thể lực dai hơn và tấn công chính xác hơn, vân vân và mây mây. Mắt nó trong đêm còn phát sáng trong ngầu lòi và hết sức đáng sợ. Không chỉ vậy, nó còn sở hữu một ngón đòn hết sức độc địa là cắn và giữ con mồi trong hàm của mình cực kỳ chặt và có thể từ từ nhá con mồi đến chết mà không thể phản kháng. Chỉ có những sinh vật lớn hơn mới có hy vọng thoát ra khỏi hàm của Megalosaurus. Tuyệt chiêu này sẽ tạo ra những cảnh tượng hơi điêu là Megalosaurus sẽ chạy loang quang với con mồi quá khổ trong miệng thay vì đáng sợ như lời của nhà làm game. Vậy thì Megalosaurus trong game so với những gì chúng ta biết về Megalosaurus trên thực tế sẽ như thế nào? Megalosaurus chính là danh pháp khủng long đầu tiên được đặt cho những hóa thạch có niên đại khoảng 166 triệu năm, được tìm thấy tại Anh vào năm 1824, trước khi cả thuật ngữ dinosaur ra đời vào năm 1842. Ban đầu thì người đặt tên cho nó là William Buckland nghĩ rằng đây là hóa thạch của một loài bò sát giống cá sấu khổng lồ, và trong những hình phục dựng đầu tiên thì Megalosaurus được thể hiện đúng như vậy, nhìn khá là a đuôi so với những hình tượng khủng long ngày nay. Vậy theo thời gian thì khi hiểu biết của con người về khủng long tăng lên, hình tượng Megalosaurus sẽ được thay đổi dần dần, giống những gì chúng ta biết về khủng long chân thú như bây giờ. Và năm nay chính là năm chúng ta kỷ niệm 200 năm Megalosaurus được đặt tên, từ năm 1824 đến năm 2024. Trong khi chi Megalosaurus trong khoa học chỉ gồm một loài duy nhất, được đặt tên là Megalosaurus Bucklandi, theo tên của người đã đặt tên cho chi này, William Buckland, thì Megalosaurus trong game lại có danh pháp giả tưởng là Megalosaurus Nocturnominus. Nocturnominus trong tiếng Latin có nghĩa là thống trị về đêm, một cái tên đã nói lên quá rõ đặc điểm nổi trội của con khủng long này trong game. Có một điều những người yêu thích Megalosaurus cần biết, đó là danh pháp này mặc dù đã xuất hiện được 200 năm, nhưng việc tìm hiểu cụ thể về nó vẫn hết sức khó khăn bởi những hóa thạch của Megalosaurus rất hạn chế và không đủ thành phần để phục dựng thành một bộ xương hoàn chỉnh. Nhiều đặc điểm về sinh lý học và sinh thái học của Megalosaurus vẫn còn đang nằm trong suy đoán của các nhà khoa học thay vì những sự thật đã được xác minh 100%. Về mặt kích thước, từ những gì thu được, các nhà khoa học ước tính Megalosaurus khi còn sống có thể đạt chiều dài từ 6-8m và cân nặng từ 700kg cho đến hơn 1 tấn. Theo xu hướng chung của game, Megalosaurus trong Ark được nâng chiều dài lên đến 12m, gấp đôi phiên bản đời thực và có thể dài chỉ kém một chút so với những con theropod lớn nhất ngoài đời như T-Rex hay Giganotosaurus. Về mặt ngoại hình, trong khi trên thực tế chúng ta vẫn chưa biết gì nhiều về ngoại hình của Megalosaurus, ngoài việc chúng sở hữu body cơ bản của một con theropod như di chuyển bằng hai chân, thân nằm ngang được cân bằng bởi cái đuôi dài cũng nằm ngang, chi sau dài và lực lưỡng, mỗi bàn chân có ba ngón chân lớn quay về phía trước chống chịu sức nặng của cơ thể, chi trước tương đối ngắn và có ba ngón với móng vuốt sắc nhọn, đủ để gây những đòn cào với sát thương đáng kể cho đối phương. Hộp sọ của chúng tương đối dài và khá hẹp, hàm gồm những chiếc răng nhọn và cong như dao găm, cực kỳ hiệu quả trong việc xé thịt con mồi. Megalosaurus trong game gần như tái hiện được toàn bộ những đặc điểm này, nhưng bổ sung thêm lông vũ ở đỉnh đầu và lưng, điều mà các nhà cổ sinh học tuy nghi ngờ nhưng không thể chắc chắn là Megalosaurus có hay là không có. Ngoài ra thì hàm của Megalosaurus cũng không phù hợp với việc giữ chặt những con mồi lớn và thả đi thả lại như trong game. Vậy thì Megalosaurus trong thực tế có ngủ ngày cày đêm như Megalosaurus trong game hay không? Liệu nó có sở hữu những đặc điểm thích nghi giúp nó săn mồi tốt trong bóng tối hay không? Điều này thì các nhà khoa học không thể khẳng định hay bác bỏ, bởi chúng ta vẫn chưa có một hộp sọ Megalosaurus hoàn chỉnh để nghiên cứu. Đây có thể là một sáng tạo của nhà làm game hay là dựa trên dữ liệu hóa thạch, bởi nếu săn mồi ban ngày thì Megalosaurus trong Ark có quá nhiều đối thủ hùng mạnh để cạnh tranh. Vì thế họ đã quyết định biến nó thành loài săn đêm để tránh sự cạnh tranh. Trong thực tế thì dựa vào kích thước cũng như các loài sinh vật khác cùng niên đại và môi trường với Megalosaurus, các nhà cổ sinh học tin rằng Megalosaurus hoàn toàn có thể giữ vai trò động vật săn mồi đầu bảng trong hệ sinh thái của nó, vì thế nó sẽ không cần phải chuyển qua săn mồi về đêm để tránh sự cạnh tranh với các giống loài khác. Nói gì thì nói, trong một game mà nhà sản xuất cố gắng đưa vào nhiều loài khủng long để thỏa mãn tinh thần khảo cổ của game thủ, thì việc thay đổi về ngoại hình, đặc điểm, khả năng là chuyện hết sức bình thường. Dù thế nào đi nữa thì Megalosaurus vẫn là một sinh vật rất mạnh mẽ và được nhiều bạn yêu thích.
Như các game thủ ARK đã biết đó thì Ceratosaurus không phải là một con khủng long xuất hiện trong bản nguyên gốc, cũng như các bản cập nhật chính thức của studio Wildcard. Nó là một sinh vật được đưa vào game nhờ tâm huyết của các modder để tạo ra bản mod Ark Editions. Và vì bản mod này đã làm quá tốt một số sinh vật, được cộng đồng game thủ đón nhận nên studio Wildcard quyết định chính thức đưa những sinh vật đó vào game, trong đó có Ceratosaurus. Trong hồ sơ ARK thì Ceratosaurus được mô tả như một con quái vật tàn nhẫn và nhanh nhẹn. Tuy nó không phải con khủng long săn mồi có sức tấn công mạnh nhất, nhưng chắc chắn nó là một trong những kẻ bám dài nhất. Thậm chí chúng còn có hành vi rình rập không giống bất kỳ sinh vật nào khác. Có thể bạn không nhận ra sự hiện diện của chúng ngay lập tức, nhưng chúng chắc chắn biết bạn đang ở đâu. Những cái gai tua tủa trên người của Ceratosaurus có một đặc tính rất độc đáo và nguy hiểm: độc tố. Loại độc tố này có thể phản ứng với máu, khiến cho nó trở nên giàu dinh dưỡng với con khủng long. Con mồi nhiễm độc càng mạnh thì máu của nó càng giàu dinh dưỡng. Nghe có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng trong game, điều này có nghĩa là khi Ceratosaurus tấn công đối thủ một cách hất sừng hay quất đuôi, đối thủ sẽ bị dính hiệu ứng bất lợi là Blood Venom. Nếu Ceratosaurus tiếp tục tấn công đối thủ dính hiệu ứng này, nó sẽ được hồi máu, và khi Ceratosaurus bị thuần phục thì các khủng long và thịt đồng minh ở gần cũng sẽ hưởng hiệu ứng, một đặc điểm rất hữu ích cho cả bản thân Ceratosaurus lẫn đồng đội của nó. Ceratosaurus trong game là một trong những con khủng long có tốc độ di chuyển rất tốt. Tốc độ cơ bản của nó có thể tương đương với Utyranus và thậm chí nhỉnh hơn một chút. Hơn nữa, càng chạy đường dài thì Ceratosaurus lại càng chạy nhanh hơn, và khi bước vào trạng thái này, nó có thể đâm đổ mọi chướng ngại vật trên đường, cũng như có thể tạo ra một đòn hút rất mạnh vào đối thủ. Một khả năng thụ động khác của Ceratosaurus là nó có thể phản lại 7% sát thương cho kẻ tấn công, đồng thời kẻ tấn công cũng sẽ bị dính hiệu ứng bất lợi Blood Venom. Cách thuần hóa Ceratosaurus cũng khá cồng kềnh. Bạn phải tấn công một con Ceratosaurus trước để lấy được gai độc trên người nó làm nguyên liệu chế tạo vật phẩm tên là Hemoglobin Cocktail. Sau đó bạn phải cho một sinh vật đã thuần phục uống vật phẩm này, tạo ra hiệu ứng thu hút Ceratosaurus trong vòng 5 phút. Khi Ceratosaurus tấn công sinh vật của bạn, chúng sẽ bị say máu dần dần, và đến khi say hoàn toàn, bạn có thể cho chúng ăn rồi từ từ thuần phục chúng. Thời gian lâu hay mau, cần phải lặp lại quy trình mấy lần sẽ tùy thuộc vào cấp độ của con Ceratosaurus. Khi có Ceratosaurus trong tay thì bạn sẽ có một y tá di động trên chiến trường với khả năng hồi máu cho bản thân lẫn đồng đội mạnh mẽ, hữu ích cho các trận đánh lớn hoặc đánh boss. Ceratosaurus cũng là một con khủng long cỡ trung có chỉ số tấn công cơ bản tốt, tốc độ tấn công nhanh, và do đó cũng sẽ là một chiến binh không thể xem thường. Đó là một vài thông tin sơ lược về phiên bản của Ceratosaurus trong game. Tiếp theo chúng ta hãy so sánh giữa phiên bản trong game và những gì chúng ta biết về nó trên thực tế. Ceratosaurus vốn là một chi khủng long sống ở kỷ Jura, cụ thể là khoảng 153 cho đến 148 triệu năm trước. Nó được khám phá trên địa bàn bang Colorado của Mỹ vào cuối thế kỷ 19, được nhà cổ sinh học lừng danh Othniel Charles Marsh mô tả và định danh vào năm 1884. Sự hiện diện của chi khủng long này đã được công nhận tại các bang Colorado và Utah của Mỹ, cũng như tại Bồ Đào Nha. Một số hóa thạch được cho là của Ceratosaurus cũng đã được tìm thấy tại một số quốc gia khác, nhưng chưa được công nhận. Cái tên Ceratosaurus có nghĩa là thần lằn sừng, và sừng ở đây là cấu trúc nằm ở chính giữa hộp sọ, phía trên mũi. Ngoài ra thì một đặc điểm cũng khá nổi bật trên khuôn mặt của Ceratosaurus chính là hai gờ nằm phía trên hốc mắt, được tạo thành từ xương tuyến lệ, trông cũng khá giống sừng. Bởi thế mà có người gọi vui Ceratosaurus cũng là khủng long ba sừng, nhưng ăn thịt. Những cấu trúc này sẽ đạt đến độ hoàn thiện và nổi bật nhất khi con vật trưởng thành. Và như các bạn có thể thấy, cả ba cấu trúc này đều được tái hiện đầy đủ trên khuôn mặt của Ceratosaurus trong game. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học thì trong đời sống thực tế, chúng ta vẫn chưa thể biết chính xác cả ba được biểu hiện như thế nào, bởi cái chúng ta thấy trên hóa thạch chỉ là lõi xương. Khi còn sống thì có thể còn một lớp vỏ keratin bao bọc bên ngoài lõi xương, nhưng không được bảo quản trong hóa thạch. Những cấu trúc này trong thực tế có thể to hơn và nổi bật hơn nữa. Và vì đây là những đặc điểm nổi bật nhất của Ceratosaurus, dĩ nhiên là chúng cũng được các modder tái hiện ở trong game. Tuy nhiên có lẽ vì cảm thấy ba chiếc sừng trên mặt là chưa đủ ấn tượng, các modder đã cắm thêm cho Ceratosaurus vô số những chiếc sừng, gai nhọn khác ở trên thân để tạo ra một ngoại hình vô cùng gai góc, cứ như thể là võ đại lang chuyển sinh vậy. Trong thực tế không có bằng chứng nào cho thấy Ceratosaurus sở hữu bộ gai có độc như vậy, cùng lắm chỉ có những vảy xương được bố trí dọc theo đường chính giữa của cơ thể với mục đích trang trí. Tương tự thì ở trong game, trong khi cái sừng của Ceratosaurus được sử dụng như một vũ khí, các nhà cổ sinh vật học lại không tin lắm vào điều này. Họ cho là công dụng của nó cùng với hai gờ cao với trên hốc mắt cũng chỉ là những chi tiết để trang trí. Dù là trong game hay thực tế thì Ceratosaurus cũng được xếp vào hàng theropod có kích thước tầm trung. Tuy nhiên như thường lệ thì phiên bản trong game mới được phóng to ra một chút. Trong khi trong đời thực thì Ceratosaurus chỉ có kích thước lớn nhất ước tính khoảng 7m, thì ở trong game nó có thể dài gấp đôi thực tế, từ 14 cho đến 15m, dài hơn Carnotaurus và Megalosaurus, nhưng ngắn hơn một chút so với Allosaurus. Có một điều thú vị là Ceratosaurus và Allosaurus có niên đại và địa bàn sinh sống khá trùng khớp với nhau, và có lẽ chúng đã từng đối đầu với nhau trên thực tế.
Trong thực tế thì Ceratosaurus có vẻ khá lép vế so với Allosaurus khi số lượng mẫu vật Ceratosaurus bị Allosaurus áp đảo đến 7 lần. Một số tranh phục dựng cũng như các hiện vật bảo tàng đã làm lại cảnh Allosaurus chiến đấu với Ceratosaurus. Tuy nhiên theo các nhà khoa học, dù có thể có một số va chạm, nhưng trên thực tế hai chi khủng long này có thể chọn cách chung sống hòa bình với nhau bằng cách phân chia ngách sinh thái hay gọi nôm na là phân chia thực đơn với những con mồi khác nhau. Nhỏ hơn nhưng nhanh hơn T-Rex, lớn hơn nhưng chậm hơn Carnotaurus. Allosaurus chính là loài săn mồi theo bầy bản địa của The Island. Trong khi hầu hết các theropod khác là những sinh vật tương đối đơn độc, thì Allosaurus sống theo bầy ba con. Một con sẽ là con đầu đàn, trong khi những con còn lại là bạn đời hoặc con đực đàn em của nó. Giống như con người tìm kiếm giá trị của mình ở việc hình thành nên các bộ tộc, thì Allosaurus tiến hóa để săn mồi theo bầy. Những chiếc răng giống lưỡi cưa của nó sẽ khiến cho con mồi chảy máu không ngừng và tàn phế. Thoát thân sẽ trở thành một nhiệm vụ khó khăn. Khi một con Allosaurus đã làm chậm con mồi với cú cắn cắt da, xé thịt và tứa máu của nó, những con còn lại trong bầy sẽ nhanh chóng tiếp cận để kết liễu. Đó chính là những lời giới thiệu trong hồ sơ ARK về Allosaurus, và rõ ràng là người viết muốn nhấn mạnh đặc tính săn mồi theo bầy của Allosaurus. Đương nhiên là trong game, đặc điểm này mang lại những lợi thế cực kỳ to lớn cho quái dị long, dù chúng chỉ là một con theropod tầm trung. So với những gã khổng lồ khác như Rex, Spino, Kaka hay Gigan, khi một bầy Allosaurus có từ 3 thành viên trở lên, con Allosaurus cấp cao nhất sẽ trở thành con đầu đàn và nhận được Pack Boost, thể hiện bằng hào quang màu đỏ phát sáng từ người nó, kèm theo các lợi ích như tăng 50% sát thương tấn công, giảm 25% sát thương phải chịu, thêm một đòn tấn công làm chậm mục tiêu và gây chảy máu. Vì đặc điểm như vậy, những con Allosaurus đi theo bầy sẽ là một mối nguy hiểm cho người chơi. Ngay cả những con Allosaurus đơn lẻ cũng đã khá nguy hiểm với bộ chỉ số tương đối đồng đều, sát thương có, tốc độ có. Mặc dù hồ sơ ARK viết nó chậm hơn Carnotaurus, nhưng thực chất thì tốc độ di chuyển trên cạn cơ bản của nó nhanh hơn Carnotaurus, chỉ có điều Allosaurus hao thể lực nhanh hơn. Một điểm yếu khác của nó là máu hơi yếu, nhưng khi đi theo bầy thì con đầu đàn sẽ được khắc phục đáng kể điểm yếu này, khi giảm 25% sát thương phải chịu. Ngoại hình của Allosaurus trong game cũng khá hầm hố với những bổ sung rất tinh tế của nhà sản xuất. Trừ phần mèo mắt đã quá đặc trưng của con khủng long này thì còn có những phiến sừng và vảy xương nằm rải rác trên đầu và trên lưng. Vậy Allosaurus phiên bản ARK và Allosaurus trong thực tế giống và khác nhau như thế nào? Trong game chúng ta chỉ có một loài Allosaurus duy nhất, đó là Allosaurus Therotribus. Trong đó Therotribus có nghĩa là quái thú sống theo bầy, càng nhấn mạnh hơn đặc điểm của Allosaurus trong game. Trong khi đó thì Allosaurus trong thực tế có đến 3 loài đã được xác định khác nhau, gồm loài điển hình Allosaurus fragilis, loài thứ hai Allosaurus trimaceni. Hai loài này đều cùng ở Bắc Mỹ, và loài thứ ba Allosaurus europaeus được tìm thấy ở châu Âu. Allosaurus có nghĩa là quái dị long, bởi khi mới được phát hiện vào cuối thế kỷ 19, người ta nhận thấy các đốt sống của Allosaurus rỗng ở hai đầu, một đặc điểm được cho là để làm nhẹ xương, giảm khối lượng cơ thể để đạt sự nhanh nhẹn cao hơn. Điều này không giống các loài khủng long đã được tìm thấy khi đó, nên nó mới được gọi là thằn lằn khác biệt hay quái dị long. Tuy nhiên về sau thì đây là đặc điểm khá phổ biến ở nhiều loài theropod sau này. Mặt khác thì họ cho rằng cấu tạo này sẽ khiến xương dễ gãy nên đặt tên loài cho loài điển hình là fragilis, có nghĩa là mong manh. Nhưng thực chất thì nó cũng không quá dễ gãy đâu, nếu không Allosaurus khó trở thành những kẻ săn mồi đáng sợ nhất của kỷ Jura. Về mặt tạo hình thì như đã nói, ngoài trừ phần mèo mắt nổi bật và đặc trưng của chi Allosaurus, thì những chi tiết thêm vào như phiến sừng và vảy xương không hề có bằng chứng nào cho thấy chúng hiện diện trên Allosaurus thực tế. Ngoài ra thì mèo mắt của Allosaurus trong game có vẻ cũng nổi bật hơn một chút, nhưng cũng không khác quá nhiều. Và nhìn tổng thể thì có cảm giác Allosaurus trong game lực lưỡng hơn các phiên bản phục dựng ngoài đời. Có lẽ là do con khủng long đã được phóng đại kích cỡ, nên các chi tiết cũng phải to ra một chút để trông hợp lý hơn. Về mặt tốc độ, chúng ta phải đặt lên bàn cân so sánh với một con khủng long khác cũng xuất hiện trong game để thấy được sự khác biệt. Và phương án hợp lý nhất chính là Carnotaurus, bởi tương quan kích thước giữa hai con cũng khá tương đồng với tương quan kích thước thực tế, khi Carnotaurus đều nhỏ hơn một chút so với Allosaurus. Tuy nhiên ở trong game, Allosaurus có tốc độ cơ bản nhanh hơn Carnotaurus, thì theo ước tính của các nhà khoa học, điều này không còn đúng nữa. Allosaurus được ước tính chạy được khoảng 30-55 km/h, trong khi đó Carnotaurus, nhờ một số đặc điểm thích nghi ở chân sau và đuôi, có thể coi là một vận động viên điền kinh thật sự trong số các loài theropod tầm trung, với vận tốc đạt được là 48-56 km/h. Việc cắn chảy máu con mồi cũng là một chi tiết khá thú vị. Các nhà cổ sinh văn học cho rằng Allosaurus không có lực cắn mạnh như các theropod lớn khác để săn mồi, thế nên chúng sẽ tấn công theo phong cách cấu rỉa, khiến con mồi mất máu từ từ và chết. Đặc điểm quan trọng nhất, săn mồi và tương tác theo bầy. Trên thực tế thì giả thuyết Allosaurus có tương tác xã hội và săn mồi theo bầy đã có từ tận những năm 1970. Nguyên nhân là vào thập niên 1960-1970, khi khai quật ở khu mỏ Cleveland Lloyd tại bang Utah, Mỹ, người ta phát hiện một số lượng lớn Allosaurus tập trung ở đây.
Trong 76 cá thể khủng long được xác định tại khu khai quật này thì có đến 46 là Allosaurus. Việc hóa thạch khủng long ăn thịt, đây là khủng long ăn thịt hàng đầu tập trung với một mật độ lớn đến vậy trong cùng một khu vực là điều có 102 trong lịch sử ngành cổ sinh, và do đó một trong những giả thuyết đưa ra đó là chúng nó đang xuất tập thể khi đang tụ tập hoạt động theo bầy, có thể là săn mồi. Mặt khác thì con mồi của Allosaurus vào thời điểm đó có thể là những con sauropod hay khủng long hông chim lớn, và một con Allosaurus khó có thể đơn độc hạ gục con mồi. Giả thuyết này khi đó rất thịnh hành, được đưa vào nhiều tranh ảnh minh họa và sách tham khảo. Tuy nhiên, cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, giả thuyết này không còn nhận được nhiều sự tán đồng như trước. Một số nhà nghiên cứu cho rằng, mật độ hóa thạch Allosaurus chỉ là kết quả của việc tụ tập để ăn xác một con mồi to lớn nào đó hoặc của một thảm họa tập thể. Thậm chí là chúng còn ăn xác lẫn nhau trong quá trình đó. Việc săn mồi theo bầy cũng hiếm khi diễn ra ở các loài động vật hai cung hiện đại, bao gồm kỳ đà, cá sấu và chim, nên khả năng xảy ra chuyện này ở khủng long khá thấp, dù câu trả lời chính xác có lẽ vẫn còn bỏ ngỏ. Cuối cùng thì như thường lệ, kích thước. Phiên bản ARK trong game được cho là dài đến 15m, trong khi đó phiên bản thực tế có lẽ lớn nhất cũng chỉ hơn 10m một chút mà thôi. Nhưng dù sao đây cũng là chuyện bình thường trong ARK, giờ loài nào trong ARK mà không bị phóng đại hay thậm chí còn làm nhỏ đi mới là chuyện đáng nói. Được cập nhật vào game từ năm 2017, tức chỉ 5 năm sau khi được công bố khoa học chính thức, Utyranus có lẽ là con khủng long có tốc độ được cập nhật vào game nhanh nhất trong ARK từ trước đến giờ. Thông tin mô tả về Utyranus trong hồ sơ ARK viết rằng, người ta tin Utyranus có họ hàng với Tyrannosaurus, nhưng chúng khác nhau đáng kể ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khủng long có lông vũ thường không được xem là những kẻ săn mồi nguy hiểm như các theropod khác, tuy nhiên Utyranus vẫn có thể gieo rắc nỗi sợ hãi cho ngay cả những thợ săn giỏi nhất của The Island. Hồ sơ cũng cho biết, năng lực đặc biệt của Utyranus chính là khả năng gây sợ hãi cho những sinh vật khác thông qua tiếng gầm của nó. Khi nghe tiếng gầm của Utyranus, hầu hết các sinh vật trong khu vực sẽ bỏ chạy để được an toàn, trừ một số ngoại lệ. Nếu thuần hóa được Utyranus thì bạn sẽ có một sự bổ sung đáng giá cả về tấn công lẫn phòng thủ cho đội ngũ chiến đấu của mình. Với tiếng gầm mạnh mẽ, nó có thể khiến những sinh vật của đối phương rơi vào trạng thái sợ hãi và nhận thêm một lượng lớn sát thương lên đến 50%. Đồng thời, bạn cũng có thể huấn luyện nó để sở hữu kỹ năng Battle Cry, giúp tăng tự tin của quân mình, chống lại khả năng gây sợ hãi của quân địch, tăng cả sát thương lẫn khả năng chống chịu sát thương lên 25%. Đặc biệt là Utyranus có thể lôi kéo những con khủng long hoang dã khác loài là Carnotaurus trở thành đồng minh của nó. Thế nên, khi giao chiến, việc sở hữu một con Utyranus trong đội hình sẽ mang đến cho bạn khá nhiều lợi thế, nhất là những cuộc giao chiến quy mô lớn. Về sức mạnh thì Utyranus có một số chỉ số khá tương đồng với Tyrannosaurus trong game, chẳng hạn như máu 1100 hay thể lực 420. Tuy nhiên Utyranus có sát thương cơ bản yếu hơn Rex một chút, 55 so với 62. Khả năng cất tiếng gầm gây sợ hãi của Utyranus dẫn đến một chuyện khá hay ho là bạn có thể dùng Utyranus để thu hoạch phân, có thể gọi là sợ vãi chu bin đúng nghĩa đen. Đúng vậy, trong game ARK, khi một sinh vật hoang dã bị sợ hãi đến mức cao nhất thì nó không chỉ bỏ chạy mà còn vãi cả chu bin khi bỏ chạy, và tiếng gầm của Utyranus rất hiệu quả trong việc này. Vậy là chỉ cần tìm chỗ nào đông đông sinh vật đang đứng và cho Utyranus gầm lên một cái, bạn đã có một lượng chu bin đáng kể để chế tạo phân bón trong mùa vụ của mình rồi. Về cách thuần phục Utyranus thì cũng không có gì quá đặc biệt, bạn cần phải đánh ngất nó trước khi có thể thuần phục nó. Điều cần nhớ là phải cố gắng né được phạm vi ảnh hưởng của tiếng gầm bởi sự đáng sợ của tiếng gầm này. Bạn có thể dùng vật cưỡi có khả năng bay hoặc vũ khí tầm xa. Đó là Utyranus ở trong game, còn Utyranus ngoài đời thì như thế nào? Như đã nói, Utyranus là một khám phá tương đối gần đây. Đây là một chi khủng long được tìm thấy tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc và có họ hàng với T-Rex nổi tiếng. Chúng cùng thuộc siêu họ Tyrannosauridae, nhưng ở một nhánh khác của siêu họ này là Proceratosauridae. Utyranus có niên đại khoảng 125 triệu năm trước, thuộc thế phân trắng sớm, từ cách T-Rex đến gần 60 triệu năm, một khoảng cách khá xa. Đây là thời điểm mà các loài trong siêu họ Tyrannosauridae chưa đạt đến kích thước khổng lồ như T-Rex, còn cặp chi trước vẫn có tỷ lệ nhìn khá hợp lý, chứ chưa đến nỗi tí hon như T-Rex. Về ngoại hình tổng thể thì một số người cho rằng, Utyranus trong game trông giống như phiên bản có lông của Allosaurus, có lẽ là do chúng đều có sừng trên mắt khá nổi bật. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn chính là Utyranus, dù ở trong game hay ngoài đời, đều có một cái mào thấp nằm ở chính giữa mõm của nó. Allosaurus sẽ không có điều này. Phiên bản trong game thì cũng có tỷ lệ chi trước so với cơ thể giống với phiên bản đời thực. Đó là điều khiến nó khác biệt so với người họ hàng Tyrannosaurus trong game. Và điều đặc biệt nhất về Utyranus không gì khác chính là lông vũ. Nó là mẫu vật khủng long cỡ lớn đầu tiên có bằng chứng trực tiếp về cơ thể có lông vũ bao phủ.
Chính vì thế cái tên của nó dịch ra là Bạo Chúa Cơ Lộng Vũ. Trong thực tế, danh pháp hai phần đầy đủ của Eutyranus là Eutyranus Hoali, trong đó Hoali có nghĩa là hoa lệ, ý muốn nói rằng con vật này có bộ lông rất đẹp. Khi lên game thì tên loài đã được đổi thành Sivus, dịch từ tiếng Latin có nghĩa là tàn bạo. Dựa trên hóa thạch của Eutyranus, các nhà cổ sinh vật học biết rằng một phần lớn cơ thể của Eutyranus được bao phủ bởi một loại lông vũ dài, có thể lên đến 20cm và có dạng sợi. Chúng không hoàn toàn giống với lông vũ của chim ngày nay. Trong khi lông vũ của chim có hai loại là lông ống và lông tơ, trong đó lông ống thường bao phủ phần ngoài của cơ thể và có nhiều công dụng hỗ trợ cho khả năng bay, thì lông tơ gồm các sợi lông mảnh làm thành chùm lông xốp, giúp giữ nhiệt, chống chọi với cái lạnh. Các nhà khoa học cho rằng, lông vũ trên cơ thể Eutyranus giống với lông tơ của chim ngày nay và do đó người ta đoán rằng chúng có công dụng giữ ấm cho cơ thể là chính. Ngoài ra còn có thể là cách nhận diện giống loài và làm đẹp, tạo lợi thế trong việc chọn lọc giao phối. Lông vũ của Eutyranus trong game được thiết kế khá giống với các thông tin khoa học mà chúng ta biết. Tuy nhiên về màu sắc thì cho đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa thể phục dựng được màu sắc lông của Eutyranus trên thực tế và các màu sắc mà chúng ta thấy trong game hoàn toàn là suy đoán. Có hai chi tiết nữa có lẽ cũng là sáng tạo của nhà làm game, đó chính là tiếng gầm bá đạo và khả năng kêu gọi các Notaurus trở thành đồng minh của Eutyranus. Chúng ta nhìn chung vẫn không biết gì nhiều về tiếng kêu của khủng long và hiện nay các nhà khoa học nghiêng về việc khủng long không thể gầm to giống như động vật có vú. Thay vào đó, chúng có thể tạo ra tiếng kêu khi miệng vẫn đóng bằng cách làm phồng các túi ở cuống họng hoặc khí quản, với kết quả là những âm thanh trầm, thấp giống như cách cá sấu gầm gừ hơn. Trong khi đó thì các Notaurus sống cách Eutyranus rất xa về cả mặt địa lý lẫn thời gian, nên chắc chắn là trong thực tế sẽ không có tương tác nào giữa hai chi khủng long này. Kích thước của Eutyranus cũng như nhiều con khủng long khác trong ARK bị phóng đại khá lớn so với thực tế. Trong khi cá thể Eutyranus lớn nhất trong thực tế có thể đạt chiều dài khoảng 9m, thì ở trong game, họ đã hào phóng cho con khủng long này dài đến 19m, lớn hơn Allosaurus với kích thước 16,5m và nhỏ hơn Tyrannosaurus 23,7m. Dù sao thì đây cũng là một chuyện bình thường của game ARK. Với kích thước này thì nếu không tính các khủng long xuất hiện trong các bản mod bên ngoài, chỉ tính các loài trong game chính thức thì Eutyranus cùng với T-Rex, Spinosaurus, các Carodontosaurus và Giganotosaurus hợp thành nhóm 5 khủng long theropod lớn nhất trong game. Khủng long bạo chúa từ khi được khám phá vào đầu thế kỷ 20 cho đến nay gần như luôn được biết đến như loài khủng long hùng mạnh nhất và sẽ là một điểm trừ cho một trò chơi hay một bộ phim về khủng long và thiếu đi sự góp mặt của những gã khổng lồ ăn thịt này. Là một trong những loài khủng long ăn thịt có mặt từ đầu game, khủng long bạo chúa cũng nằm trong top 2 khủng long ăn thịt lớn nhất cùng với Spinosaurus cho đến khi có sự xuất hiện của các khủng long ăn thịt lớn hơn nhiều. Trong game, chúng có thể xuất hiện với màu sắc khá đa dạng, từ nâu cho đến tím tím, ngà xám và cả đỏ thẫm. Cơ thể chúng được phủ một lớp vảy nhỏ xanh xanh, xen kẽ bởi những chiếc vảy sừng lớn. Dọc từ đỉnh đầu cho đến lưng là một dải gồ lên. Trên mí mắt có những gai nhọn khiến cho tổng thể ngoại hình của khủng long bạo chúa trong ARK trông khá hung tợn. Và sự thể hiện về mặt hành vi của khủng long bạo chúa trong ARK cũng tương xứng với cái tên và ngoại hình của nó, cực kỳ hung hăng. Nó sẽ tấn công hầu hết mọi sinh vật sống trong tầm mắt, ngoại trừ những loài săn mồi đầu bảng khác. Thậm chí nó có thể khiến bản thân tự bị thương hay thậm chí tự ẹo vì cố gắng tấn công quá nhiều động vật ăn thực vật cùng lúc. Kích thước khổng lồ cũng khiến những bước di chuyển của con khủng long bạo chúa tác động đến môi trường xung quanh, từ đạp ngã cây và đôi khi là đạp cả những con dodo. Khủng long bạo chúa trong ARK không chỉ đô con mà còn máu trâu, với lượng máu gần gấp đôi Spinosaurus cung cấp và thể lực cũng tốt hơn. Sát thương của khủng long bạo chúa cũng tốt hơn Spino, dù nó kém hơn ở tốc độ đánh. Một vài điểm yếu khác của khủng long bạo chúa ARK đó là hơi kém thông minh và khá chậm chạp, khi khả năng tăng tốc cơ bản của người chơi cũng đã lớn hơn của T-Rex nên bạn hoàn toàn có thể chạy thoát nó nếu không gặp chướng ngại vật gì trên đường. Ngoài ra thì trong game cũng còn nhiều phiên bản khủng long bạo chúa đặc biệt khác với một số khác biệt về ngoại hình và năng lực, trong đó có phiên bản Alpha với kích thước lớn gấp rưỡi khủng long bạo chúa thông thường. Đó là một vài thông tin cơ bản mình tổng hợp được về khủng long bạo chúa trong ARK. Phần này thì mình sẽ không đi quá sâu vì các bạn game thủ có kinh nghiệm chơi game thực tế sẽ rành hơn. Phần quan trọng của video này chính là khủng long bạo chúa trong ARK so với những thông tin thực tế chúng ta có được, có gì giống và khác nhau. Trước tiên là về cái tên. Các bạn game thủ có thể sẽ quen gọi con khủng long bạo chúa trong game là Rex hay T-Rex, nhưng về cơ bản thì đây là cách gọi không chuẩn xác, chủ yếu được dùng vì quen miệng. Điều này cũng được chính các nhà làm game thừa nhận qua phần thông tin được ghi trong hồ sơ ARK. Con khủng long bạo chúa trong game là một loài giả tưởng, tuy cũng thuộc chi Tyrannosaurus nhưng có tên loài khác là Dominum, nghĩa loại thành danh pháp hai phần là Tyrannosaurus Dominum, dịch ra nghĩa là chúa tể thần lằn hùng bạo. Còn khủng long bạo chúa trong thực tế hiện tại bao gồm hai loài,
Loài thứ nhất đã quá quen thuộc là Tyrannosaurus Rex, gọi tắt là T-Rex, tức vua thằn lằn hung bạo. T-Rex được mô tả và công bố vào năm 1905 và từng tồn tại như loài độc nhất của Tyrannosaurus cho đến tận năm 2024. Loài đã phá thế độc quyền của T-Rex mới được công bố vào đầu năm nay, đó là Tyrannosaurus macriensis, tức thằn lằn hung bạo ở Fort McMurray. Trong đó Fort McMurray là địa danh ở bang New Mexico nơi tìm thấy hóa thạch. Hai loài này không có quá nhiều điểm khác biệt. Về cơ bản là Tyrannosaurus macriensis có hàm dưới mỏng hơn và cấu trúc trang trí phía trên mắt đơn giản hơn T-Rex. Hiện nay thì vẫn có một số ý kiến không đồng tình với danh pháp Tyrannosaurus macriensis, cho rằng đó chỉ là một cá thể T-Rex hơi khác biệt mà thôi. Về tạo hình thì khủng long bạo chúa trong ARK dễ gợi cho chúng ta nhớ đến những thiết kế T-Rex bắt đầu từ sau Jurassic Park vào năm 1993. Ngoài ra như đã nói thì chúng được điểm xuyết thêm một vài chi tiết sáng tạo để tăng tính hầm hố và hung tợn, chẳng hạn như sừng nhọn trên mí mắt, vảy sừng xuất hiện khắp cơ thể hay dải gồ lên từ đỉnh đầu cho đến lưng. Tuy nhiên nếu so sánh với những bản phục dựng T-Rex gần đây, tiêu biểu như trong phim tài liệu Prehistoric Planet, T-Rex đã trông bớt cơ bắp hơn, mùm mím hơn một chút và không giữ tận bằng. Ngoài ra thì phiên bản trong Prehistoric Planet đã ứng dụng một nghiên cứu khá thú vị gần đây. Khi thiết kế T-Rex có môi để che đi hàm răng sắc nhọn của nó, được cho là để bảo vệ răng, giữ độ ẩm giúp cho men răng không bị khô. Trong khi đó thì các phiên bản T-Rex trước thường để lộ ra hàm răng trên lởm chởm. Về kích thước thì cũng như các khủng long khác trong ARK, khủng long bạo chúa là một phiên bản phóng to của khủng long bạo chúa ngoài đời, với chiều dài gần gấp đôi, 23,5m so với 12 hoặc 13m. Trong khi người bình thường ngoài đời có thể cao bằng đầu gối của T-Rex thì nhân vật trong game chỉ đứng đến mắt cá của T-Rex Dominum là cùng. Một điều nữa đó là âm thanh. Mình có thử tìm trên mạng xem nhà sản xuất game đã tạo ra âm thanh của khủng long bạo chúa từ đâu nhưng không thấy. Nhưng nhìn chung là chúng khá giống với tiếng gầm của T-Rex trong Jurassic Park. Tuy nhiên trong thực tế thì các nhà khoa học thật sự không biết âm thanh của khủng long tạo ra là như thế nào. Và giả thuyết chủ yếu hiện nay đó là chúng không gầm giống như vậy mà sẽ tạo ra âm thanh giống như bò sát hoặc chim. Trong phim tài liệu Prehistoric Planet thì chúng ta chỉ thấy chúng gừ gừ như cá sấu hoặc tạo âm thanh bằng cổ họng mà thôi. Nếu bạn đang tìm kiếm những lựa chọn độc đáo và thú vị trong game ARK, thay cho những cái tên đã quá đỗi quen thuộc như Tyrannosaurus, Spinosaurus, hãy thử nghĩ đến Acrocanthosaurus. Chúng có thể không nổi tiếng bằng, nhưng xét về kích thước cũng như vị thế trong hệ sinh thái, Acro hoàn toàn xứng đáng nằm trong danh sách những loài khủng long ăn thịt hàng đầu từng xuất hiện. Về phiên bản trong game, trong hồ sơ ARK nói rằng Acrocanthosaurus là một loài theropod ăn thịt đáng sợ và nó lớn hơn những gì bạn có thể kỳ vọng. Ở đây là lớn hơn khủng long bạo chúa Rex. Lớn hơn nhưng không mạnh hơn, Acro vẫn có những đặc điểm độc đáo để bạn có thể muốn lựa cho nó thay cho Rex. Đó tấn công của nó sẽ càng mạnh nếu đối thủ càng nhỏ. Khi bị tấn công, nó có thể xoay ngang cơ thể to lớn của mình để giảm đáng kể sát thương phải chịu, đồng thời giúp che chắn cho đồng đội. Khi nhận đủ một lượng sát thương nhất định thì nó có thể trở nên giận dữ, cất lên tiếng gầm đáng sợ và nhận trạng thái Adrenaline, qua đó tăng cả tốc độ tấn công lẫn sát thương của mình, đồng thời liên tục hồi máu. Chính những đặc điểm và năng lực như trên đã biến Acro thành một sinh vật có cách chơi hết sức thú vị. Trong một cuộc tấn công đầu tiên bạn có thể sử dụng Acro như một chiếc thiết giáp che chắn cho bộ binh với tư thế phòng thủ. Và sau đó khi đã chịu đau đớn đủ để kích hoạt trạng thái Adrenaline, con Acro của bạn sẽ nhanh chóng trở thành một mũi tấn công lợi hại, có khả năng quét sạch kẻ thù trên đường tiến của chúng, nhất là những sinh vật nhỏ hơn chúng nhiều lần. Để thuần hóa một con Acro thì bạn cũng cần trải qua một quá trình tùy thú vị nhưng cũng khá vất vả. Con khủng long này hoàn toàn miễn nhiễm với những công cụ gây mê tầm xa. Bạn sẽ thuần phục nó bằng cách tấn công để nó bắt đầu trạng thái phòng thủ, sau đó tiếp tục tấn công để con khủng long trở nên giận dữ và cầm lên. Đó là lúc bạn sẽ tranh thủ ném vào miệng nó các loại vật phẩm gây mê như Narcoberries, Narcotics hay Biotoxin. Bạn sẽ cần cả sự kiên nhẫn lẫn cẩn thận để có thể hoàn thành quá trình này. Đó là những gì Nanomain thu thập qua những thông tin tham khảo trên wiki của game, cũng như qua hệ máy YouTube về Acrocanthosaurus. Về Acro trong game có gì khác biệt và tương đồng với những thông tin về chi khủng long này trong thực tế? Đầu tiên thì chúng ta hãy nói về ngoại hình trước. Acro trong game mang đến cho Denomain cảm giác giống với một con khủng long bình thường hơn là Ceratosaurus, một sinh vật cũng xuất hiện trong bản mod ARK Additions và được thiết kế ngoại hình trông khác xa những gì bạn có thể tưởng tượng về con khủng long này ngoài đời, với gai nhọn tua tủa khắp người. Tất nhiên modder vẫn cho Acro những chi tiết để tăng sự hầm hố, chẳng hạn như phần gai ở cổ nhưng nhìn chung không bị quá lố so với các bản phục dựng theo khoa học. Ngoài ra thì được biết so với một số phiên bản trước đây, Acro trong cập nhật mới nhất đã có vài thay đổi nhỏ mà thấy rõ nhất, chính là răng ở hàm trên đã không bị lộ ra, mà thay vào đó hoàn toàn nằm khuất khi con khủng long ngậm miệng lại. Điều này sẽ làm chúng ta liên tưởng đến một nghiên cứu gần đây trên khủng long T-Rex, trong đó các nhà khoa học tin rằng T-Rex có môi và răng của nó được giấu sau bờ môi đó thay vì lộ ra như trong phim Jurassic Park. Có lẽ Modder đã dựa vào điều này mà thay đổi ngoại hình của Acro,
Và có lẽ các chi khủng long theropod săn mồi trên cạn khác cũng sẽ tương tự như vậy. Acrocanthosaurus có nghĩa là thằn lằn gai sống cao, và điều này ám chỉ hàng gai thần kinh mọc từ các đốt sống lưng của con khủng long, dù chúng không cao như gai thần kinh của Spinosaurus. Điều này cũng được thể tương đối chính xác trong bản mod ARK Additions. Trong game, hàng gai sống cao này có vẻ được dùng như một cách để làm tăng kích thước cơ thể, giúp con vật to hơn và qua đó trở thành một lá chắn hữu hiệu. Tuy nhiên trong thực tế thì các nhà khoa học vẫn còn đang tranh cãi về chức năng thật sự của hàng gai sống cao này. Một số giả thuyết được đưa ra là để giao tiếp với những cá thể cùng loài, để dự trữ mỡ hoặc để điều tiết thân nhiệt. Tất nhiên, công dụng trong game không hề liên quan đến công dụng thực tế và đó sẽ là phần sáng tạo hoàn toàn của các modder. Về kích thước thì dù không có thông số chính xác về chiều dài của Acrocanthosaurus trong game, nhưng dựa trên việc hồ sơ ARK viết rằng Acrocanthosaurus lớn hơn Rex, thì trong game Acro có thể nằm đâu đó giữa Rex và Spino, trong đó Rex dài 23,7m, còn Spino dài 28,3m. Acro do đó có thể dài khoảng 25-26m, con số này gấp hơn 2 lần chiều dài thực tế của một con Acro. Vậy theo các nhà khoa học thì con Acrocanthosaurus lớn nhất ước tính chỉ dài từ 11-11,5m. Trong game, Acrocanthosaurus đi kèm với danh pháp loài Aegis, có nghĩa là lá chắn, một cách để nhấn mạnh khả năng làm lá chắn sống của con khủng long này. Còn trong thực tế thì hiện nay chúng ta chỉ có duy nhất một loài trong chi Acrocanthosaurus, đó là Acrocanthosaurus atocensis, với tên loài atocensis dùng để chỉ địa danh hạt Atoka ở bang Oklahoma, Mỹ. Hiện nay, Acrocanthosaurus được giới cổ sinh vật học đa phần xếp vào họ dị long răng cá mập. Nếu được đưa vào game chính thức thì Acrocanthosaurus sẽ trở thành loài dị long răng cá mập thứ 3 xuất hiện trong game sau Giganotosaurus và Carcharodontosaurus. Ngoài ra thì còn một chi dị long răng cá mập khác cũng xuất hiện trong bản mod là Concavenator. Nếu so với các mạo long như Rex thì có vẻ dị long răng cá mập được nhà làm game cũng như các modder ưu ái hơn. Vì có quan hệ họ hàng với nhau mà bạn sẽ thấy ngoại hình của Acro có nhiều nét tương đồng với Gigan hay Carcharodontosaurus, với khác biệt lớn nhất nằm ở kích thước, bên cạnh một số khác biệt nhỏ về ngoại hình. Và đó là một số so sánh thú vị về Acrocanthosaurus trong ARK so với thực tế. Hy vọng là các game thủ ARK yêu thích môn cổ sinh vật học sẽ thấy video này bổ ích và sẽ có những giờ phút chơi game vui vẻ với Acrocanthosaurus trong game. Là một trong những con khủng long nổi tiếng nhất lịch sử, dễ hiểu vì sao Spinosaurus là nguồn cảm hứng để các nhà làm game ARK tạo ra phiên bản của riêng mình. Theo hồ sơ thì Spinosaurus là một trong những con khủng long ăn thịt lớn nhất trong game. Xét trên nhiều phương diện thì Spinosaurus là một con theropod đặc biệt. Ngoài hình độc đáo với cánh buồm trên lưng, khả năng di chuyển bằng 4 chân cũng như 2 chân, lối sống bán thủy sinh gắn liền với sông nước và kỹ năng bơi lội đỉnh nhất trong số các theropod. Chính những điểm đặc biệt này đã biến Spinosaurus thành một con khủng long đa năng, hầu hết cả trên cạn lẫn dưới nước. Trong khi các loài theropod khác trong game di chuyển bằng 2 chân, Spinosaurus trong game có thể chuyển đổi giữa 2 chân và 4 chân mượt mà, mỗi tư thế lại mang đến cho nó lợi thế riêng. Khi di chuyển bằng 2 chân nó sẽ tấn công nhanh hơn và mạnh hơn, bù lại di chuyển chậm hơn. Còn khi đi bằng 4 chân thì chúng sẽ di chuyển nhanh hơn nhưng tấn công sẽ yếu đi. Còn ở trong nước thì không có nhiều sinh vật có khả năng đe dọa được Spinosaurus bởi nó có tốc độ bơi thuộc hàng nhanh nhất và thậm chí không tốn thể lực khi bơi. Nó còn vượt chướng ngại vật tốt, hơn nữa những động vật săn mồi nhỏ hơn không dám tấn công Spinosaurus mà chỉ đáp trả nó bị Spinosaurus tấn công trước. Điều này khiến Spinosaurus trở thành một vật cưỡi cực kỳ tiện lợi cho các game thủ trên mọi địa hình cũng như những khu vực nguy hiểm. Việc Spinosaurus là một loài khủng long ăn thịt bán thủy sinh cũng khá thú vị. Dù đáng sợ nhưng bạn có thể dễ dàng thoát khỏi Spinosaurus bằng cách chạy xa khỏi môi trường sống của nó, bởi Spinosaurus sẽ không thích đi quá xa vùng sông nước. Gặp đối thủ trên cạn mà không muốn đánh, Spinosaurus có thể chạy xuống nước. Gặp đối thủ dưới nước mà không muốn va, Spinosaurus có thể leo lên bờ. Ở trong nước thì con quái vật này sẽ được tăng sát thương, tăng khả năng hồi máu, tăng tốc độ và những buff này sẽ duy trì miễn là Spinosaurus còn chạm nước và vẫn kéo dài 30 giây sau khi rời khỏi nước. Nó cũng có khả năng săn cá cực kỳ lợi hại trong game, kể cả những con cá siêu to siêu khổng lồ như Megalodon hay Manta, giúp bạn thu được nhiều tài nguyên và thức ăn. Vậy Spinosaurus trong game giống và khác nhau như thế nào so với những gì chúng ta biết trong thực tế? Trước tiên cần phải biết rằng, Spinosaurus trong game được xem là một loài độc lập so với các loài trong đời thực, với danh pháp hai phần là Spinosaurus aquariliga, có nghĩa là thằn lằn gai thống trị dưới nước. Trong khi đó chính thức thì chi Spinosaurus chỉ có một loài đã được công nhận rộng rãi là Spinosaurus aegypticus và một loài vẫn đang nghi ngờ là Spinosaurus marocanus với tên loài nhằm chỉ hai địa điểm tìm thấy hóa thạch là Ai Cập và Maroc. Ngoại hình chính là một trong những điểm gây tranh cãi lớn nhất về Spinosaurus bởi những mẫu vật của chi khủng long này có độ nguyên vẹn rất thấp và lẻ tẻ. Đáng buồn hơn là mẫu định danh của Spinosaurus, từ mẫu vật đầu tiên được dùng để mô tả và định danh chi khủng long này đã bị phá hủy hoàn toàn sau một trận công kích của quân đồng minh trong Thế chiến thứ 2.
Chính vì thế mà ngoại hình của Spinosaurus trong hình dung của các nhà cổ sinh vật học thay đổi khá nhiều theo thời gian, dựa trên các hóa thạch mới và các diễn giải mới. Spinosaurus xuất hiện trong ARC vào năm 2015, và trùng hợp thay trong khi hầu hết các diễn giải truyền thống tin rằng Spinosaurus là một theropod điển hình, với tư thế di chuyển bằng hai chân nhờ chi sau to lớn và mạnh mẽ, thì vào năm 2014, một nghiên cứu của tiến sĩ Nisa Ibrahim cùng các cộng sự dựa trên các hóa thạch mới khai quật đã đề xuất rằng Spinosaurus có chi sau ngắn và do đó buộc phải di chuyển bằng bốn chân. Spinosaurus trong game có lẽ đã dựa vào diễn giải đó nên có thể thấy chi sau của nó không lớn hơn quá nhiều so với chi trước, và trong Spinosaurus của ARK giống như một con khủng long di chuyển bằng bốn chân thực thụ. Dù vậy thì những nghiên cứu sau đó phê phán rằng tỷ lệ chi sau so với chi trước này dựa trên mẫu vật từ các cá thể khác nhau và có thể không chính xác. Cho đến nay thì các nhà cổ sinh vật học vẫn nghiêng về giả thuyết Spinosaurus là loài di chuyển bằng hai chân là chính, nhưng có thể khá chậm chạp do sức nặng cơ thể của nó, chi trước vẫn ngắn hơn đáng kể so với chi sau. Hình dạng của cánh buồm cũng là một sự khác biệt. Spinosaurus trước năm 2015 thường được phục dựng với cánh buồm có dạng tròn tròn như cánh buồm của Dimetrodon như trong game. Tuy nhiên vào năm 2015 thì một nghiên cứu đã đề xuất rằng cánh buồm của Spinosaurus có hình thang, tương tự như cánh buồm của cá buồm và cũng có công dụng tương tự về mặt thủy động học. Về phần đuôi thì một hóa thạch năm 2018 cho thấy đuôi của Spinosaurus có thể có dạng bẹt giống như mái chèo, cho thấy Spinosaurus đã thích ứng với việc bơi dưới nước giống như cá sấu thay vì giống với đuôi của các theropod khác. Về lối sống, trong khi Spinosaurus trong game mạnh mẽ ở dưới nước và tương đối hữu dụng trên cạn, Spinosaurus đời thực vẫn là chủ đề của những tranh cãi gay gắt. Đã có tới 2 nghiên cứu liên tiếp gần đây phủ nhận khả năng bơi lặn của Spinosaurus, nhấn mạnh là bơi lặn, tức khả năng hoạt động ở dưới mặt nước với độ sâu nhất định để săn mồi. Thay vào đó, họ cho rằng Spinosaurus là loài săn cá chuyên rình rập ở vùng nước nông. Khả năng hoạt động xa vùng nước của Spinosaurus cũng hạn chế do người ta cho rằng nó chậm chạp khi ở trên bờ với thân hình quá khổ, cùng chi sau yếu, chưa kể sự cạnh tranh thì những theropod khổng lồ sống cùng thời như các Charolontosaurus. Và như một thông lệ trong game ARK, kích thước của Spinosaurus cũng bị phóng đại khá lớn so với thực tế, khi trong game nó dài đến 27m, còn những ước tính dựa trên hóa thạch của Spinosaurus tuy có nhiều kết quả khác nhau nhưng lớn nhất cũng chỉ là 18m. Với chiều dài này thì trong thực tế Spinosaurus là theropod dài nhất được biết tới. Dù cho gây nhiều tranh cãi thì Spinosaurus vẫn là một trong những con khủng long được yêu thích nhất. Những phiên bản phục dựng khác nhau của con khủng long này dù có thể không được khoa học đồng tình nhưng vẫn có thể được những thế hệ khán giả khác nhau yêu thích. Chẳng hạn như phiên bản cực kỳ bá đạo trong phim Jurassic Park phần 3, trong đó Spinosaurus có thể dễ dàng bẻ cổ một con T-Rex trẻ. Phiên bản trong game ARK cũng rất được các game thủ yêu thích, bất chấp những thay đổi của hiểu biết khoa học về Spinosaurus trong thực tế. Vẫn còn rất nhiều điều để nói về Spinosaurus. Mọi người có thể tham khảo thêm các video khác của kênh Mê Khủng Long TV về con khủng long này trong các đường dẫn bên dưới phần mô tả. Theo tìm hiểu của tôi thì Kaka là một sự bổ sung mới của game ARK vào năm 2022. Ở trong ARK thì ngoài tự nhiên, nếu bạn sợ một con Gigan như thế nào thì hãy bắt đầu sợ một con Kaka như vậy đi. Vậy xét về kích thước trong game thì Kaka không hề thua kém Gigan là bao. Chỉ một mình con quái vật này thôi cũng đủ cầm chân cả một đội quân của chúng ta, và cuộc chạm trán đó sẽ khiến chúng ta đổ máu không ít. Trích lời của Helena Walker viết trong hồ sơ ARK. Với cái tên được lấy cảm hứng từ cá mập trắng lớn thì cũng như cá mập trắng lớn, một khi con quái vật này đã nếm mùi máu thì nó sẽ càng trở nên nguy hiểm. Mỗi sinh mạng mà nó tự tay cho đăng xuất sẽ càng khiến nó trở nên điên cuồng và mạnh mẽ hơn với trạng thái cuồng sát, được tăng tốc độ và miễn nhiễm với choáng. Ngoài ra khi gây sát thương chí mạng thì nó sẽ trở nên khát máu, giúp tăng tốc độ hồi máu và sát thương cận chiến của con khủng long này. Điều đó có nghĩa là càng giết chóc, càng cho nó uống máu tanh thì Kaka sẽ càng mạnh mẽ, nhưng cũng khiến việc đánh bại một con Kaka trở nên khó khăn hơn. Mọi sinh vật hoang dã và người chơi lọt vào tầm mắt của Kaka sẽ trở thành nạn nhân của sự điên cuồng đó. Những cú cắn của Kaka trở nên nguy hiểm khi mang theo hiệu ứng Serac, Shredded, làm giảm khả năng được hồi máu của người chơi. Cái đuôi của nó cũng rất lợi hại với khả năng đánh lui ngay cả những sinh vật lớn nhất, chẳng hạn như Gigan của đối phương. Kaka còn có thể sử dụng tiếng gầm của nó để lôi kéo các đồng minh tham gia trận chiến với tốc độ nhanh hơn. Chính sự khát máu của Kaka khiến việc thuần hóa nó trở thành một quá trình đặc biệt. Bạn sẽ không thuần hóa Kaka bằng cách đánh gục nó mà hãy mang những con mồi thơm ngon mới kêu còn tanh mùi máu và chờ nó đến ăn. Cái khó chỉ là xung quanh nơi Kaka sống cũng có những kẻ săn mồi nguy hiểm khác sẵn sàng nâng tay trên cái xác, nên bạn phải đảm bảo là dọn dẹp xung quanh trước khi bắt đầu quá trình. Một khi bạn thấy Kaka bắt đầu đánh hơi thì hãy tháo chạy ngay lập tức. Nếu con mồi bạn mang đến cho nó đủ để nó cảm thấy tin tưởng thì quá trình mới có thể tiếp tục, nếu không thì tiếp theo là nó sẽ ăn bạn. Khi đã thiết lập đủ sự tin tưởng thì bạn có thể cưỡi Kaka trong 10 phút, và trong 10 phút đó, hãy cố gắng điều khiển nó đi giết chóc càng nhiều càng tốt khi nó được thuần hóa. Cực kỳ đặc biệt, đáng sợ, mạnh mẽ và khát máu,
Đó là những gì tôi có thể nói về các kha trong ARK. Nhà làm game có vẻ khá ưu ái họ dị long răng cá mập so với các họ khủng long ăn thịt khác, khi hai con khủng long ăn thịt mạnh mẽ nhất đều thuộc họ này, đó là các kha và Gigan. Với các kha trong game ARK so với những gì chúng ta biết ngoài đời về dị long răng cá mập có gì giống và khác nhau? Nếu ông nào chưa xem clip hồ sơ khủng long về các kha tôi đăng hồi tuần trước thì có một sự thật các ông cần phải biết. Đó là các kha của Mew ngoài đời hóa thạch không những ít, mà cái mẫu định danh còn bị thổi bay trong cùng một trận không kích với Spinosaurus. Dù sau này người ta có tìm được mẫu định danh mới thì đó cũng chỉ là một phần cái hộp sọ. Ngoài phần hộp sọ ra thì những phần khác chúng ta biết về các kha chỉ là chi sau không hoàn chỉnh, một đốt sống cổ và một đốt sống đuôi. Nghe có chán không cơ chứ? Dù vậy thì các kha do được tìm thấy sớm nhất nên vẫn là chi điển hình của họ dị long răng cá mập, với đặc trưng là những chiếc răng mảnh, không dày và tròn như của T-Rex, và ở hai cạnh thì có răng cưa như dao cắt bít tết. Hộp sọ của nó cũng tương đối dài và như vậy, với mỗi cú cắn kết hợp cùng hàm răng giống cá mập, con mồi của các kha sẽ bị xé rách một mảng thịt lớn dù các kha không có lực cánh mạnh đến nỗi có thể nghiền nát xương như T-Rex. Một vết thương như vậy nếu trúng chỗ hiểm có thể gây chảy máu mạnh, hoặc không thì cũng làm tăng nguy cơ nhiễm trùng của con mồi khiến nó chết dần chết mòn trong sự đau khổ. Nghe cũng tự tựa như hiệu ứng xé rách khi các kha trong game cắn đối thủ. Năm 2011 thì trong phim tài liệu Planet Dinosaur, người ta từng làm cảnh một con Spinosaurus bị các kha cắn trúng mà hẹo đau hẹo đớn. Sau này thì khi tìm được các loài họ hàng của các kha, ngoại hình của nó mới được phục dựng chính xác hơn dựa trên các loài họ hàng. Tuy nhiên các bản phục dựng ngoại hình ngoài đời cũng không thể nào hầm hố như trong game được. Nào là gai trên đầu rồi gai chạy dọc xuống lưng, gai ở dưới cổ, thân còn có đốm đốm sọc sọc nhìn lưỡi hắc lèo nghệ lở gì đấy đủ kiểu. Các kha ngoài đời mà gặp các kha trong game chắc cũng chạy mất dép chứ không dám nhận họ hàng. Danh pháp hai phần đầy đủ trong game của các kha là các kha Rodontosaurus Medicopestis. Tên loài Medicopestis nghĩa là gì thì Dinoman cũng không chắc lắm, nhưng hình như là phá hủy sự hồi máu, dựa theo khả năng của nó trong game. Các kha Rodontosaurus ngoài đời thì hiện chỉ có một loài hợp lệ là các kha Rodontosaurus saharicus thôi, còn một loài đang xem xét là các kha Rodontosaurus equidensis. Về kích thước thì cũng tương tự như Giganotosaurus, các kha trong ARK có lẽ dài khoảng 45m, gấp gần 3,5 cho đến 4 lần so với kích thước thực tế của các kha, vốn chỉ dài khoảng 12m mà thôi. Nói chung là game có tên tiếng Việt là Sinh tồn cùng bầy khủng long ăn thịt, nên mấy ông khủng long ăn thịt được ưu ái quá chừng. Còn ông cá mập như Megalodon thì ra chuồng gà mà ở, đã không được búp sai mà còn nhỏ hơn cả thông số ước tính trên thực tế. Cũng có chữ cá mập trong tên mà không hiểu sao, chỉ phân biệt đối xử quá các ông ạ. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Gigan trong ARK đến từ bình luận của một bạn người xem dưới video giới thiệu về Gigan của Mê Khủng Long TV. Đó là theo nghiên cứu lâu năm của bạn ấy thông qua ARK Survival Evolved, thì trong tự nhiên Gigan là bố của T-Rex. Ở dưới có một bạn bình luận thêm, Gigan tự nhiên cấp 1 có thể cần 2-3 con T-Rex. Tôi kiểu, oh wow, Giganotosaurus trong game bán đến vậy à? Còn trên trang Dododex, một trang chia sẻ các gợi ý trong game ARK có một gợi ý như sau. Khi gặp Giganotosaurus, cách dễ nhất để trốn thoát là quăng bola thằng cùng bộ tộc đi cùng bạn và chạy để tranh thủ thời gian nó đang ăn thịt thằng kia. Tôi lại tự hỏi, con khủng long này nó bá đạo như thế nào để khiến bạn phải huynh đệ tương tàn, hy sinh đồng đội của mình để chạy thoát thân vậy? Trang fandom của ARK ghi nhận, Giganotosaurus là con khủng long trần thú mạnh nhất trong game với nhiều chỉ số thuộc hàng top. Xét về lượng máu thì nó chỉ đứng sau thần Titanosaur được đề cập trong video trước, 80.000 so với 230.000. Sát thương cơ bản cũng vậy, của Giganotosaurus là 500 thì của Titanosaur là 1.000. Tuy nhiên, tốc độ di chuyển của Giganotosaurus là nhanh nhất trong số các sinh vật trong game, khi di chuyển cơ bản trên mặt đất là 1.500 và khi bơi là 625. Điểm mệt mỏi của nó cũng rất cao, 10.000 so với 25.000 của Titanosaur, một con vật bền bỉ và dài sức. So sánh với một con khủng long nổi tiếng khác trong game là Rex, chỉ số của Gigan hoàn toàn vượt trội. Máu cơ bản của Rex chỉ là 1.100 còn sát thương cơ bản là 62. Về mặt kích thước thì Gigan trong game cũng hết sức đáng sợ khi nó là sinh vật trên mặt đất to thứ 6 trong game, chỉ sau King Titan, Rockwell, Ice Titan, Forest Titan và Titanosaur. Nhìn bằng mắt thường thì nó to gấp 3 lần Rex và gần như bằng về kích thước với Brontosaurus, một con khủng long cổ dài khổng lồ khác. Dễ hiểu vì sao mà một con Gigan có thể cân 2 đến cân 3 T-Rex một cách dễ dàng như các game thủ bình luận. Tuy nhiên, thông số cũng chỉ là một phần, còn hành vi của con khủng long này mới là thứ khiến nó trở nên đáng sợ với các game thủ. Nó sẽ thường xuyên đi dạo khắp map và tàn sát mọi thứ nó gặp trên đường đi, gần như chẳng có kẻ thù nào có thể đe dọa được nó, trừ mấy ông game thủ lì lợm. Với bản tính như vậy không có gì ngạc nhiên khi con vật này sẽ nổi điên khi nó bị tấn công và từ đó gây ra nhiều sát thương hơn, chiến đấu cũng khỏe hơn. Thậm chí là nếu Gigan nổi điên quá mức thì nó có thể ăn thịt cả người đang cưỡi nó.
Tất nhiên đáng sợ thì đáng sợ, nhưng điều đó chỉ càng khiến Giganotosaurus trở thành một sinh vật đáng để thuần hóa nhất với cầu game thủ. Vậy thì Giganotosaurus trong game so với Giganotosaurus ngoài đời thực sẽ như thế nào? Ở trong video lần trước thì nhờ có một bản bình luận mà mình mới nhận ra là các nhà sản xuất đã khá thông minh khi để tránh sự so sánh giữa phiên bản trong game và ngoài đời của các sinh vật, thì họ đã đặt ra các danh pháp giả tưởng cho các sinh vật trong game, ngụ ý rằng chúng là những sinh vật khác nhau. Chẳng hạn như Titanosaur trong game có danh pháp là Titanosaurus vagecastrum, còn Giganotosaurus là Giganotosaurus furiosa. Ở ngoài đời thì Giganotosaurus là một chi khủng long có thực, gồm một loài duy nhất là Giganotosaurus carolini, đưa ra theo tên của người đã khám phá hóa thạch. Furiosa của danh pháp trong game thì lại bắt nguồn từ tiếng Tây Ban Nha, có nghĩa là bạo lực hoặc cuồng nộ, ám chỉ rất rõ hành vi của con khủng long này. Cũng như Titanosaur, kích thước của Gigan trong game đã được các nhà làm game phóng đại khá nhiều so với thực tế. Trong thực tế thì một con Gigan có kích thước khá xem với T-Rex và chúng cùng nhau tranh ngôi vị khủng long theropod ăn thịt lớn nhất. Trong game, trong khi T-Rex lớn gấp đôi kích thước thực tế thì Gigan có thể lớn gấp 4 lần thực tế với chiều dài lên đến 45m. Gigan ở ngoài đời thì chỉ có thể dài khoảng 12-13m mà thôi, theo các ước tính hiện tại. Về mặt ngoại hình thì tạo hình của Gigan trong game trông cũng có vẻ hầm hố hơn với những phiên bản phục dựng khoa học của Giganotosaurus với một số gai ở trên đầu. Tuy nhiên tạo hình vẫn sát thực tế hơn so với tạo hình trong Jurassic World Dominion. Ngoài ra còn một điểm này đó là hình như hộp sọ của Gigan trong game về mặt tỷ lệ có bề rộng lớn hơn hộp sọ của Gigan ngoài đời. Hộp sọ của Gigan ngoài đời trông dài và hẹp hơn, lực hàm thiên về cắn xé gây mất máu cho con mồi hơn là nhất kích gãy cổ. Gigan trong game thì về cách thức săn mồi có thể giống với T-Rex hơn khi chúng quá to lớn. Ngoài trừ Titanosaur thì ngay cả con mồi thường xuyên của nó là Brontosaurus cũng chỉ to ngang ngửa. Trong thực tế thì thực đơn của Gigan có thể sẽ khắt khe hơn nhiều khi chúng chọn những con sauropod thuộc nhóm khủng long hộ pháp còn non hoặc các loài có kích thước trung bình, chẳng hạn như là Limasaurus. Giganotosaurus sống cách chúng ta khoảng 97 triệu năm trước và là một trong những loài theropod ăn thịt lớn nhất từng tồn tại với kích thước có thể khiến nó cạnh tranh song phẳng với T-Rex cho ngôi vị khủng long ăn thịt lớn nhất thế giới. Vừa rồi là một vài thông tin thú vị về Giganotosaurus trong game Ark cũng như ngoài đời. Hy vọng video này đã giúp giải đáp thắc mắc của các bạn game thủ bấy lâu nay về Giganotosaurus. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký và theo dõi các video mới trong tương lai nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.